Hàng mod trên xe clip. Đây. Cái này không có nhãn mác, phải cần mua bản quyền. Dễ quá. Cài đặt luôn. Quá là đã dễ quá, giờ không có nhãn hiệu của giống như tên sắt lai ra. Lâu thế nhờ. Tôi thường xuyên chơi vào cái phần mềm GO này thôi. Thích cái chơi phần mềm bên này lắm. Thế vậy? Giờ mình sẽ đại cho nó cài đặt xong. Bài đã cài đặt xong, mình bấm xong. Nó ra này. Wow này. Mod là đã việc quá nha, không phải tôi tạo. Ok, mất công cái đó, người sáng chế đầu tiên, nhà sáng chế đầu tiên chuyển nên tắp tải lên nâng lách lực rồi mình không có, không phải mình tải là không phải bóng mod của mình. Ok, dự án này khoan bấm vô đây này, dự án trống này, phương tiện này. Rồi à, vô clip, dịch clip, hình như là tôi không cứ thì phử. Clip tôi không cứ, tôi xóa hết rồi. Rồi lắc luôn rồi. Bên đây coi có không nè. Sát tân ờ. Mình sẽ để lên dưới nha. Phải là không phải mình tạo ra. Ok, YouTube ai có nhóc. Giờ là một cái clip với nhạc đó. Nhìn em thấy là không có để là một cái gì gọi là bản quyền của thằng bản quyền giống như bên thiết lay. Thiết lay để bản quyền đó nữa. Chết mẹ rồi, bấm nhầm rồi. Kệ tạm thời vậy đi. Đấy, thêm lớp này. Thêm lớp phim ấy. Đi đại clip này đi. Clip mà tao quay mày nha. Đâu. Clip mà tao quay mày đi về cầu rồi. Đi về ấy. Đó. Thấy không? Quá dễ dàng anh em. Nè, link dưới mô tả anh em có thể là sử dụng nha.